Học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Xin chào các em, lại là chị đây. Ngày hôm nay chị rất vui khi lại được gặp lại các bạn trong chuyên mục Radio Văn Học. Và chủ đề của Radio Văn Học của chúng ta ngày hôm nay sẽ là hai đề bài trong bài viết số 5. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu đề bài đầu tiên nhé. Đề bài chính là suy nghĩ về Việt Nam, tuy điều kiện kinh tế hạn chế nhưng học sinh vẫn đạt nhiều thành tích cao. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào bài viết nhé. Trong suốt cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, Bác Hồ chỉ có một ham muốn tột bậc là nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân tộc được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Người mong muốn dân tộc ta phải là một dân tộc thông thái. Bác Hồ khuyên cán bộ và đồng bào, học hỏi là một việc tiếp tục và suốt đời. Người coi sự nghiệp giáo dục không phải chỉ là của nhà nước, mà giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Vâng lời Bác dạy, đất nước ta đã cố gắng tạo mọi điều kiện cho học sinh vượt qua sự hạn chế về điều kiện học tập, cơ sở vật chất. Nhiều học sinh được huy chương vàng hội thi quốc tế như toán, lý, hóa. Các em chính là tấm gương sáng cho sự cần cù học tập, sáng tạo và ý chí để đi đến thành công. Đất nước Việt Nam chúng ta tuy điều kiện kinh tế còn hạn chế, cơ sở vật chất chưa phát triển. Nguyên nhân đó là do chúng ta phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh, thiệt hại về người và tài sản. Nó còn do nước ta là một nước phát triển thành ngành nông nghiệp, là chính là lúa nước. Sức lực bỏ ra thì nhiều nhưng hiệu quả kinh tế thì thấp, giá trị sản phẩm rẻ. Bởi do thiên tai, bão lũ, hạn hán mà làm cho đời sống của người dân cũng khó khăn, làm cho kinh tế đất nước khó phát triển. Thế nhưng không vì những khó khăn đó mà làm chùn bước tinh thần hiếu học của các bạn. Chắc hẳn chúng ta chưa quên kỳ thi toán quốc tế lần thứ 40 tổ chức tại Bucharest năm 1999. Cậu học sinh Việt Nam Lê Thái Hoàng, học sinh lớp 12A chuyên toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã vinh dự nhận huy chương vàng toán. Thật vinh dự khi cậu cùng với đội tuyển Việt Nam đứng hàng thứ 2 trên thế giới. Sinh viên Nguyễn Hoàng, Nguyễn Bích Hoàng Anh thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên đạt thành tích huy chương bạc Olympic tin học quốc tế tổ chức tại đất nước Ba Lan. Đại học Lạc Hồng trong nhiều năm gần đây giành nhiều chiến thắng ở các cuộc thi Robocon châu Á. Gương mặt tiêu biểu của học sinh, sinh viên Việt Nam. Họ đều là những con người tài giỏi, xuất chúng và được nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ. Họ đã có thành tích giỏi giang không chỉ nhờ thiên bẩm. Thomas Edison từng nói, thiên tài là 1% cảm hứng cộng với 99% là khổ luyện. Nếu bạn là thiên tài nhưng không cố gắng học tập, rèn luyện, chắc chắn sẽ không thể giỏi. Cố gắng học tập từng ngày, nỗ lực trau dồi, học hỏi mỗi ngày là cách giúp chúng ta luôn tiếp thu những kiến thức rộng lớn của nhân loại. Ngoài sự chăm chỉ, kiên trì, chúng ta cần phẩm chất năng động, sáng tạo. Chính óc sáng tạo, sự nhạy bén giúp nhiều người học sinh, sinh viên tạo nên kỳ tích trong các kỳ thi quốc tế. Rất nhiều sinh viên, học sinh Việt Nam có thành tích cao nhưng hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, thậm chí họ còn bị khuyết tật. Bằng sự nỗ lực, họ mang vinh quang làm rạng danh nước nhà. Đất nước chúng ta đang trên con đường hội nhập, cơ hội giao lưu, kết nối toàn cầu, vì thế mà cũng ngày càng được mở rộng. Điều này chúng ta có thể tiếp cận được nhiều hơn đối với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng cũng cần tiềm ẩn không ít thách thức. Là thế hệ trẻ, những người chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Bằng cách học tập tốt, đưa tên tuổi Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, người học sinh đang thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, vậy nên những người học sinh ấy chính là một lực lượng nòng cốt để giúp đất nước phát triển. Bên cạnh đó, cũng có nhiều học sinh chưa hiểu rõ được bổn phận và trách nhiệm của mình, lười biếng, ăn chơi, đua đòi, không cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Nếu họ không sớm thay đổi thì sẽ không thể phát huy được thực lực của bản thân, sau này sẽ trở thành những gánh nặng cho gia đình và xã hội. Là một người học sinh, em sẽ cố gắng thực hiện tốt nghĩa vụ của mình,
tích cực trong các phong trào học tập, rèn luyện đạo đức, phấn đấu làm theo những điều Bác Hồ dạy, góp phần công sức nhỏ bé của mình làm rạng danh đất nước Việt Nam. Thế hệ trẻ đang từng bước thực hiện lời dạy của Bác dặn năm xưa. Họ xứng đáng là những tấm gương mẫu mực để chúng ta học tập và noi theo.